không có nổ súng giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và dân quân Syria tin từ Manila, Philippines. Phát ngôn viên Domino Tutain của quân đội Philippines nói rằng dân quân Syria đã bao vây một căn cứ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Philippines, có 81 quân nhân, bắt giữ 43 quân nhân gìn giữ hòa bình của Fiji tại cao nguyên Golan Heights. Lực lượng quan sát Liên Hiệp Quốc tại biên giới Do Thái và Syria được gọi là UNDOF cho biết 43 quân nhân Fiji bị giữ tại vùng phụ cận Awkwanatirat, 81 quân nhân Philippines bị giới hạn sự đi lại trong vùng phụ cận Arunquayhinat và Burakwat. Thiếu tướng Domingo Tutuan là phát ngôn viên của quân đội Philippines nói rằng dân quân Syria không tấn công quân nhân Phi, không có giao chiến diễn ra. Trong tuần này, thì Philippines đã quyết định rút hết quân nhân khỏi UNDOF và cũng rút quân khỏi Liberia vì Liberia đang có dịch Ebola. Trong tháng 3 năm 2013, quân nhân Philippines đã bị dân quân Syria bắt giữ và trả tự do sau đó. Đại tá Roberto Anken nói rằng, không giống như những gì đã xảy ra trong năm ngoái, bị bắt trong lúc không mang theo vũ khí. Hiện giờ, quân nhân Philippines đang sẵn sàng tự vệ, được trang bị đầy đủ mọi phương tiện tự vệ. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ theo dõi mọi vi phạm hiệp ước đình chiến, chỉ được trang bị vũ khí nhẹ và chỉ nổ súng trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Trước đây, quân nhân UNDOF từng bị bắt làm con tin, cũng không nổ súng. Đại tá Roberto Anken cho biết, quân đội Philippines đang liên lạc với Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn gìn giữ hòa bình trong vùng, và ông ta hy vọng là Liên Hiệp Quốc sẽ đưa họ rời khỏi khu vực một cách an toàn. Cao nguyên Golan bị Do Thái chiếm đóng vào năm 1967 và bị phân chia theo hiệp ước đình chiến vào năm 1973. Quan sát viên UNDOF theo dõi vùng biên giới phân chia từ núi Hermon ở biên giới Lebanon với sông Yarmouk của Jordan, khu vực theo dõi dài khoảng 70 cây số. UNDOF đang có 1.223 quân nhân của 6 nước gồm có Fiji, Ấn Độ, Ái Nhĩ Lan, Nepal, Hòa Lan và Philippines.